Rồi xin chào quý anh em, hiện tại mình đang có mặt tại Đồng Nai, có đến chỗ nhà của anh Chiến anh em ơi. Hôm nay dẫn anh em tham quan cái khu vườn của anh. Một vườn mai khủng anh em, cực kỳ đẹp luôn. Vườn này lớn nhất ở Đồng Nai luôn nha anh em. Ôi, chào khán giả, năm mới được 2024 được nhiều may mắn. Dạ. Tôi cũng vô được tham quan vườn mai ở Đồng Nai. Năm con rồng. Coi như năm nay năm thìn mà mình phải chơi năm con rồng về. Dạ. Cái này là gỗ gì anh? Đây là gỗ gỗ chai. Gỗ cây chai hả anh? Gỗ chai cũng hiếm, hàng gỗ này rồi top 2 Việt Nam rồi. Ồ đẹp quá ha. Nói chung cái gốc cây mà chung nhà điêu khắc người ta chạm người ta làm về nghệ thuật nha. Hình dáng nguyên gốc nguyên khối luôn, cái này đâu có chắc giá gì hết anh chứ. Nó chắc giá nhẹ, có nhiều cái nhẹ lạnh. Dạ. Dạ. Đây là cái mai khủng đây, mai này hoành cũng 100. Mai này hoành 100 tàn 11 mét. Cái này chỗ nhiều 100 rồi anh chứ? Mấy chỗ cũng được 7-80% rồi, nó cũng là hết. Dạ. Anh có 30-40 cây mai vậy nè, mai lớn vậy nè. Tàn lớn vậy nè, 11 mét. Một cốt thẳng đi lên nè. Dạ. Quá đẹp. Rồi phía đây cây này nè. Ồ, cái này giờ hôm nay là 30 Tết vậy nè. Cái này giờ nếu mà coi 2 4 6 9 cánh mà nó còn có cây cho chỗ 12 cánh. À cái này chắc ngày nó là đỉnh điểm ha anh chứ. Đỉnh điểm ngày nó vô ngày 14. Nè, búp lớn nè, đẹp ha. Chơi là vừa vặn luôn. Chỗ là gai à. Thơm quá. Cái này cũng mai hương luôn. Này mai hương bông chùm. Này mai hương bông chùm. Chứ mà đi không nổi đâu, đi dẫn cho đi xem mình tham khảo cho vui thôi. Dạ. Đi không nổi hết gì. Đây là cái mai cúc 150 cánh. Dạ, cây zin luôn anh. Cây mai zin luôn. Wow. Cây mai cúc mà zin là khó tìm lắm anh em. Mai này cây zin là 150 cánh. Quá trời đẹp. Liếm không được, nó tính 10 lớp, 5 số lớp rồi. Ồ, anh sưu tầm những cây mai độc không nè. Cực kỳ đẹp luôn. Cây cúc này mình cũng thấy qua bên hình ảnh mình Facebook này kia đầu nhiều nè, mới thấy thực tế ngoài nè, xưa giờ luôn, đẹp quá. Có thấy nhưng mà nhiều khi nó không ngày dịp Tết nó không có bông quá nè. Này quay xác thực cho anh em xem luôn nè, là đếm của nó không được anh chứ? Đếm không nổi đâu. Dạ. Ủa bông. Cây cúc mà xin này khó tìm lắm nè. Cây zin của nó. Dạ. Nó không có nụ, nó không có nhị. Dạ. Dạng như độc tôn luôn anh em. Đập nó có nhiều, nó không có gì bằng mấy cái mai kia, nó có nhị, cái này nó không có nhị. Này chỉ nước muốn lại giống là mình ghép thôi chứ đâu có trái. Điếm sao nổi. Dạ. Nó rụng bớt hả? Ủa đẹp. Cái này chưa nở hết đâu, cái này nè. Ủa cái mấy cái thân nó ra hơn. Thấy ghê luôn nè anh em nè. Cực kỳ đẹp luôn. Khu vườn mình là tầm khoảng nhiêu cây anh chứ? 400 cây em. Dạ. 400 cây mà năm nay anh mới cho nở có 240 thôi, còn là 160 đang dưỡng cây. Dạ. Hôm nay 160 380 thôi không lại còn, nhưng mà còn về nữa, còn về khoảng trăm mấy cây nữa. Đây cũng là cây mai hương. Ồ, ôi bông. Cây này là đỉnh điểm luôn anh em ơi, quá trời luôn nè. Cây này hầu như ông nó bu vô dứt luôn nè. Nói chung là vườn toàn mai hương nhiều. Mà năm nay cho anh cho nở có 200 mấy chục cây anh em ơi. Cây nó yếu cây rồi, mà có những cây đang mai hương đang sửa lại. Cái này là nở đang nở. Thơm quá. Ở đây em cũng có khu nhà gỗ luôn nè. Dạ, siêu nô dẫn anh em vô tham quan luôn. 18 hecta. Ồ cái này bông anh em ơi. Cái mai dấu đinh đó. Dạ. Ủa cái này ông mặt nó bu không anh? Cái này là cái mai dấu đinh, cái này là 12 bông, khi 14 bông. Khi nó ra bông mình không đoán được, nhưng mà cây này hơi bị yếu, sang năm là cây này nó còn dữ hơn. Cây này hiện nay đang yếu. Cây này cũng quá đỉnh rồi anh. Hiện tại năm nay là quá dữ rồi nè. Bông nè. 80 mấy á. Dạ. Ở đây toàn bộ anh sưu tầm mai về chơi anh em ơi, một cốt không à. Cây bông anh em coi nè. Anh em có nghe tiếng ong không? Nó đeo cây này quá trời luôn.
hai tiếng vuông, cây mai này hai lớp, này là hai lớp bông. Mà từ 12 cho đến 24. Dạ. Hai lớp bông có khi 12. 24 cánh là bông chùm. Ồ, cây mai mà riêng mà 24 cánh khó kiếm lắm nè, bông chùm vậy nè. Nó có hai lớp bông. Nó nở có 3% thôi. Dạ. Nó còn búp đó là nhiều lắm nè, nè. Ồ, bông thấy ghê quá ha. Cục cục vậy nè. 24 cánh vậy nè. Hai từng bông có khi nó 18, khi 24, khi 12, nói chung là 12 đi nhiều nhất. Thơm mấy ông đó, nó ông nó bu vô nè. Mang hương. Bông chùm chùm không? Ồ, cái bông xứng đáng cái bông à. Thơm phức à. Này cũng mang hương nha Thắng nha. Dạ. Bông này 12 cánh, không, đều hết 12 cánh. Nói chung bên em mà lọt vô đây khu này là nó thơm phức rồi nè. Thơm từ đầu tới cuối luôn. Coi bông nè. Cây gì bông nó sệt hết trơn. Thì nó chỗ hết rồi anh em ơi. Bung nè. Nó còn một số lác đác à. Ông thì nói chung nó bu cho anh em coi nè. Đặt cây luôn. Cái này mình lấy lá bữa mấy anh Chiến? Anh chụp suốt bữa 20 anh tính chơi tới mà giờ anh tự nhiên nó nở sớm quá. Dạ. Này cũng đang nở. Không có xài mẹ gì, không có xài mẹ ấy đâu, có chua đâu, mới khái rồi. Ăn nó ngọt ngay thôi. Mấy này có trái chưa hả anh Chiến? Trái trong rồi, ít trái mới trồng được năm nay. Dạ. Bên đây là toàn hoành to 70 không, 70, 60 không, 70, 80, 90. Cái này hoành 100. Cái này cũng mang bay mai chùm. Hoành 100. Hôm nay 30 Tết anh em ơi. Có dịp về Đồng Nai, ghé ông anh. Dẫn anh em sẵn, dẫn anh em tham quan cái khu mai, vườn mai của anh luôn. Một cây hai cây là cái bông nó năm cánh mà từ từ nó ông thì nó cũng lai. Dạ. Ủa cái này bộ đế. Quá trụ đế ha. Quanh 80 70 không. 80 70. Chung là cầm. Cây này bông như lục bình đó nè. Nó dây dây ra mà cục không à. Này lúc anh mua cái cây là chưa có bông anh em ơi, mà về sao anh nói à. Trời thương sao? Trời thương hên sao anh em ơi? Về toàn là bông đẹp không? Mai chùm nó cây nào cũng đẹp đó, có sắc có trứng đàng hoàng đó. Không. Cái mai đó như lúc mua chủ nhà nó có bông đâu, nhưng mà đụng mà trời xui đất khiến sao nó có bông mình chơi thôi. Dạ. Không, như cây mai này nó nở thấy không? Sao mà đếm được. Cái mai này mà xấu xấu vô chụp hình cũng thành đẹp luôn đó nha bà con nha. Thường vườn mai mà có bông đẹp là mấy cây nó ấy là nó chích nhựa qua nó sau này nó đẹp luôn đó nè. Đa số là vậy. Mới thành lập được có 2 năm ra Thắng nha. Dạ. Này trong vòng 2 năm mà ảnh sưu tầm về 400 cây anh nè. Mà là còn nhập nữa hả anh? Còn nhập ảnh còn lại ở Trường Giang năm mấy cây với Long An 3 cây nữa. Dạ. Đó như là mua mấy cây này đâu có biết cái mặt bông đâu, giờ nó ra bông chùm không, cây nào bông chùm không. Như cái mai này nó, anh thấy không, cái mai này là mét. Đây là những cái cây qua giấy để siêu tầm ở cái cây không? Có tới một cây thì tính 50 mấy chùm, 100 chùm. Cái này là bông giấy gì anh? Cũng như bông giấy ta mình mà thợ nó ghép á, làm cho anh. Làm phải 10 năm mới xong được như vậy. Làm cái từng chùm là mình thấy nè. Tầng tầng lên nó làm như cái mai chiếu thủy anh, à. Làm tai á. Toàn gấp to không? Đẹp quá ha. Cái này chắc có mắc tiền hả anh Chiến? À, cũng mắc tiền em. Nói chung mình chơi cây kiển là vô giá, giờ mình người nào nói giá nhiều ra nhiêu, người nào nói giá rẻ cũng có, nó vô giá, cây kiển vô giá, đúng không? Còn con cái này cái dâu. Cái này cái dâu cổ thụ. Đây là cũng có trái. Đây chùm, đây bông giấy chùm. Cái này trời, cái này chăm, cái này nó đẹp lắm. Này chăm nó nở đẹp lắm, tại vì nó cũng bớt bông rồi nên không cho nở. Không phải cắt nước anh tỉa đi là nó sẽ nở lại thôi. Dạ mình tỉa đầu đó nó sùng cái nó bông bắn bông. Đây là cái mai hương con chim. À. Cái này năm nay không cho bông anh em ơi. Năm nay nó bị mới đem về nó bị hay si cây nên đang dưỡng lại. Rồi anh dưỡng lại năm sau chơi. Đây là gọi là con phụng. Phụng, đẹp ha.
khó tìm cây mai mà có thân thế để mình tạo thành chim vậy nè. Cành nó đủ ha. Nó không có, nó chỉ sửa từ nhỏ lớn không có uống mấy. Nó không có dấu uống, chỉ có ít một chút uống thôi. Nó cột cho từ nhỏ lớn. Cái mai này cũng là mai mai bông trùm á, này tại vì nó chưa nở đó, chừng này chừng mùng 4 là nở chín cây. Cái vườn mình là hoành bao nhiêu tới bao nhiêu anh chứ? Hoành quanh từ 60 tới 90 là nhiều. Dạ. Có chỉ có nó cũng có khoảng mười mấy cây là hoành 40 còn như 55 là hết. Dạ. Anh sưu tầm mà anh quần tất cả các tỉnh luôn nè. Hai năm. 13 tỉnh miền Tây á, còn cả luôn là Đắk Lắk, Nha Trang, Nha Đắk Lắk, Lâm Đồng với Định Quán nữa, mà Định Quán ít hơn miền Tây, miền Tây nó mai nó nhiều hơn. Tương lai là đầy mai hết rồi anh, khu để anh. Mai sau này anh sẽ mở rộng ra, anh về anh sẽ mở rộng ở bên cái vườn tràm. Mai đó quỳnh hai cái đó quỳnh 85, cái này 98, 88 90. Còn cái này là cho nở mùng 4. Cho nở ra mùng tại có bạn bè bên Mỹ nó về á, phải cho nở muộn cho nó coi. À anh lặt trễ ha. Lặt trễ cho bạn bè nó bên Mỹ nó về, cái này quỳnh 50 60. Để mai này quỳnh. Đây cũng bông mai chùm luôn á, mới vừa mua đó không? Em quay cái mới vừa mua mà trời xuống đất khiến nó ra bông mai chùm luôn á, số nó đỏ. Dạ. Số đại gia Đồng Nai đỏ đúng không? À, ông anh em coi ông nó bu kìa. Thường thường là lính nó mua nó còn chưa biết bông mà mình mua làm sao mình biết bông, mình về ở đây nó giờ anh mới về được có 2 3 tuần mình cho nở. Cây này anh vừa đem về luôn, anh còn quấn mà gồm cho mát cây á. Cây mới về còn cây ở giữa là cây bằng lăng 1612 chưa mang về được. Rồi ra phía bên đây. Cái này là anh cho nở tính mùng 10 là mùng 10 là có bạn anh bên Mỹ nó về thăm anh á, anh cho nở tham quan. Dạ. Chơi. Đây, búp này là anh mùng 10 mới cho chỗ rồi nè, đặt trễ nha. Này mới vừa lặt luôn. Cho bạn ảnh nước ngoài về xem mai. Mấy cây lãi sao là mấy chục cây không anh? Cũng mấy chục cây hả? Mấy cây á. Dạ. Cũng 36 cây, 36 chỗ này nữa là cái này đang ra thì 40 cây sao. Nó giờ mua cây mai này, giờ cây này là một cốt biết đọt lắm đâu mà thấy em đó bà con anh em thấy cây mai bông đã không, nhìn là ghiền không. Là 70-75 mình đang dịch sao, cái này cũng mình chín mấy. Ồ, một cốt đi lên, cây này cũng mai hương luôn anh em ơi, bông đó ông nó bu nữa nè, toàn bộ mai hương mà. Không có mai gì hết. Mai hương rồi với dạo riêng là 100% chứ không có sàn sàn. Cái này cũng đang dưỡng lại. Cái này mấy cái này về chứ mai sáu nãy dưỡng. May mắn anh ơi, nhiều khi mình mua cái mai mình chỉ thấy cái lá này nè, mình đâu biết bông rồi đâu. Về nó cũng hên xui thôi. Mà đạt anh em, nguyên vườn ảnh mấy trăm cây mà bông đẹp không à. Nó hay nó hên xinh đỏ. Còn mấy cái này đang về đang dưỡng. Cái này giờ mới về được 2 tuần mà cũng ra bông rồi đó, nó cũng bông chùm luôn. Con năm cái này đẹp. Nói chung hàng hàng độc không, không có hàng dệt. Cái này cũng bông chùm luôn, mặt bông to luôn. Cái này vừa đem về luôn em, anh cắt luôn rồi không chơi bông. Có gì? Dạ. Tàn lớn nè, chơi bông nó cây nó không ổn không. Qua năm chơi cho nó ngon. Đi không nổi anh em ơi, nãy mình dẫn anh em tham quan một số vòng vòng đó nè. Chứ còn nhiều lắm nha nè. 18 hecta nha. Đây là quay em, đây là cái nhà ăn. Này tiếp khách anh. Để tiếp khách để ăn rồi thôi. Dạ. Hoành tráng quá. Đầy đủ tiện nghi luôn. Này ăn
xong rồi cao kê uống nước trà. Rồi đây này cũng ngắm ra đồ gỗ luôn. Này là phụng phụng cái gì? Có gì không biết. Chưa có tên anh. Muốn đặt mình quên cái gì cái con phụng nó con đại bàng nó gấp con gì bạn hữu đường xa. Cái này bạn hữu đường xa. Cái này cũng là hai con bạn hữu đường xa hết. Con đại bàng dưới này con tập. Đang cắn nha. Những bộ bàn ghế của anh là hàng nguyên khối hết. Anh chơi là chơi hàng nguyên khối. Nhà thì dài gỗ đỏ. Rồi dẫn anh em tham quan mấy cái khu nhà gỗ của anh Chiến nè. Ở đây có mấy cái bộ bàn ghế nè. Ồ, quá đẹp luôn. Cái này là tác phẩm gì anh? Cái này là 12 con giáp. Dạ. Bộ này là 12 con giáp. Ồ. Tuyệt vời luôn. Cái này là gỗ gì anh Chiến? Cái này là gỗ hương. Gỗ hương ha. Quý anh. Gỗ hương. Dạ. Ồ, đây nè, 12 con giáp nè. Cọp, heo, trâu, đồng tiền. Đẹp quá. Cái này chắc mắc tiền hả anh? Mắc tiền. Dạ. Để anh em tham quan cho xem nha nè, đầu xuân. Rồi đây có cái bộ bàn ghế nè. Bộ bàn ghế, đây là lâm phụng. Rồi, tác phẩm này gì đẹp quá anh? Lần này là long phụng. Long phụng. À, đây là long huy phụng. Đây phía đây có cái nhà gỗ nữa nè. Ở đây là đây là mình cái chân cây gì cho đó anh chứ? Cái bằng lăng linh thần. Dạ, lúc trước là chân cây gì anh? Cái bằng bông giấy. Dạ. Này xước anh chân bông giấy cũng giá trị lớn lắm vậy nè. Qua wow, trời cái bồn hoành tráng luôn. À. Bây giờ anh thế vô một cây bằng lăng vậy nè. Đây cũng là gốc cây. Dạ. Gốc cây nguyên khối. Cũng là gỗ cẩm á. Dạ. Ồ. Đang mung luôn. Gian nhà gỗ đó nè, rất là đẹp. Khu này có anh Chiến đi vào mỗi chân luôn ạ. Đây khu ăn uống anh em ơi, cho nó mát mẻ, uống trà rồi. Ở đây đứng đây chứ quay xuống đẹp lắm nè. Qua giấy nha. Đa sắc, đủ màu hết. Này như nó chỗ quanh năm ha anh chị? Chỗ quanh năm. Dạ. Đẹp quá. Bên đó cũng có cái đó hai cái bông giấy lớn anh. Hai bông giấy lớn. Có xích đu luôn. Cái đó đẹp sang năm còn làm nhiều. Sang năm sẽ đầu tư vô khoảng 100 mấy chục tỷ đó. Dạ. Nguyên khu ảnh rộng lắm, làm tuốt cả sao luôn anh chị? Sao khu này 52 mẫu mà mình làm chắc chừng 20 mẫu thôi. Dạ. Để chơi. Dạ. Chứ không quan trọng kiếm tiền. Hãy đứng ở trên cao mình nhìn xuống nè. Nguyên vườn mai khủng rồi ở đây nè. Vàng hoa ngũ sắc chuẩn bị trồng trên nhà gỗ nha. Đây là cái nhà gỗ ven bờ hồ á, trồng hết cái hoa ngũ sắc này. À. Trồng ven cái hồ nha. Đẹp quá. Nguyên khu.
Ở đây anh có mấy cái trồng những cây cổ thụ nữa nè. Mấy cái này me ha anh? Này cây me, cây vú sữa của mình 300 mấy. Dạ. Cây me thái mà. Rồi trong khu vườn của anh Chiến nó có một cây này nó hơi lạ lạ nè. Dẫn anh em tham quan. Cây này cây gì anh Chiến? Cây này là chưa có tên. Dạ, ảnh trồng mà ảnh chưa biết tên luôn. Bông này cái bông hai màu, nó ra bông đực bông cái, có đàn ông với đàn bà đi theo. Dạ. Rồi. À đây nè, cái bông nó chỗ cái sao anh? Nó chỗ vậy. Nhưng mà nó quanh năm hay là nó tùy theo tháng anh? Quanh năm. Đông cái này nó phát sinh ra nó hai màu đi cùng với hai nhánh là hai bông vậy đó. Dạ. À. Cái nhánh là cái nhánh chưa cùng là một nhánh đẻ hai bông vậy đó. Cái này chưa biết tên luôn anh em ơi. Anh em nào anh em cứ cho đặt. Tìm hiểu anh em biết anh em comment cho mình nè. Biết cái nào. Nó hai bông nha. Nó màu vàng. Vàng đậm đẹp lắm. Với một bông nó màu như cái màu tím tím nè. Cây này em nãy mới vô mình nhìn nó tưởng giống cây măng cục nè, mà không có phải nha. Bông quanh năm. Bông không có trái.